2 tháng trước Tết Nguyên đán Canh Tí, chúng tôi tình cờ gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, con trai của nhà văn Kim Lân, người được xem là ông vua đồ cổ và nhà cổ ở Hà Nội. Họa sĩ Mạnh Đức bén duyên với Đà Nẵng khi cùng học trò là họa sĩ Cù Cao Khải triển khai công trình nghệ thuật sắp đặt có chủ đề Bám biển tại bãi biển Đà Nẵng. Đây là một trong những công trình mỹ thuật được đánh giá cao, không chỉ có sự quy mô mà còn có tính độc đáo khi sử dụng chất liệu là các con thuyền gỗ, các kiến trúc gỗ, vật liệu gỗ đã qua sử dụng để kết hợp sắp đặt tinh tế, đầy tính nghệ thuật, hài hòa về bố cục, màu sắc để tái hiện không gian ký ức biển Việt Nam, nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa vùng biển, gợi gắm khát vọng bám biển, vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta. Từ mối lương duyên này, họa sĩ Mạnh Đức đã nhận lời làm tổng đạo diễn cho chương trình Tết Di sản đón xuân Kinh Tý diễn ra tại tổ hợp giải trí Coco Bay. Họa sĩ Mạnh Đức đã chọn miền di sản vùng đồng bằng Bắc Bộ để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về hình ảnh ngôi nhà sàn vùng Bắc Bộ, không gian thờ tự của các làng nghề làm lụa, giấy gió, các bức quảnh phi, câu đối, tranh đông hồ, tranh khắc gỗ, cùng với việc tái hiện các nghi thức văn hóa dân gian như đám cưới chuột, các biểu tượng văn hóa đất kinh thành như ô quan trường, chùa Một Cột, Khuê Văn Các. Trước tốc độ đô thị hóa chóng mặt và cuộc sống của người dân vùng nông thôn đang từng bước thay da đổi thịt, những ngôi nhà cổ, văn hóa làng quê Việt ở nhiều vùng miền, trong đó có đồng bằng Bắc Bộ, đang dần già phai nhạt. Vì thế, họa sĩ Mạnh Đức đã cắt công đến nhiều nơi sưu tầm các ngôi nhà cổ, các bức tượng gỗ, các bức tranh khắc gỗ cổ, các vật dụng cổ có hàng trăm năm tuổi để phục dựng lại không gian những ngôi nhà sàn với các gian thờ đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ. Mặt khác, ông cũng sưu tầm từng cấu kiện trong ngôi nhà cổ, từng cái máng nước, cái máy dê lúa quay tay bị bỏ đi để biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật rất đặc biệt như những chiếc đàn trời, các loại nhạc cụ trong bộ bát âm dân tộc hay cái kiệu trong đám cưới chuột. Theo lý giải của họa sĩ Mạnh Đức, những ngôi nhà cổ rất có giá trị nhưng không còn phù hợp với cuộc sống ngày nay, như vấn đề đảm bảo về an ninh, không gian sống đã trở nên chật chội hơn, trong khi các ngôi nhà hiện đại lại không có sự kế thừa các ngôi nhà cổ, do đó dẫn đến sự đứt gãy văn hóa, khiến cho kiến trúc và không gian tâm linh ở nhiều ngôi nhà, ở nhiều vùng nông thôn trông xa lạ với cảnh quan và văn hóa làng quê Việt. Vì thế, việc lưu giữ các ngôi nhà cổ trong không gian sinh cảnh và sinh tồn đậm chất làng quê Việt chính là cách giữ lại cốt cách, nét đặc sản riêng của di sản kiến trúc nhà cổ Việt, mà ở đây là kiến trúc nhà cổ Bắc Bộ, trong đó ngôi nhà sàn mang tính đặc trưng riêng và độc đáo. Tại không gian Tết Di sản, họa sĩ Mạnh Đức đã cho phục dựng lại không gian và kiến trúc ngôi nhà sàn Bắc Bộ với các tượng gỗ, hiện vật cổ, tượng thờ, các họa tiết hoa văn điêu khắc gỗ độc đáo mang tính đặc trưng riêng của vùng Bắc Bộ, như các hoạt cảnh đua thuyền, đấu vật hay các hình ảnh phản ánh đời sống giao hoan của con người. Bên cạnh đó là hình ảnh phục dựng ngôi nhà thờ của các làng nghề giấy gió, làm gốm, làm lụa. Không gian kiến trúc vùng di sản Bắc Bộ được xây dựng cố định trên khuôn viên khoảng 1 hecta sẽ là điểm đến thưởng lãm và thư giãn thú vị của du khách khi có dịp đến Đà Nẵng. Nếu như trong một không gian hiện đại chúng ta đưa những cái sản phẩm hay những cái giá trị văn hóa của người Việt vào, nó thô, nó mộc mạc, nó
ngậm trong nó cả một cái tinh thần đời sống và một cái văn hóa của người Việt. Hóa ra nó rất là tốt, nó rất là tự tôn lẫn nhau. Ví dụ giữa không gian hiện đại đấy, những bức tường phẳng trắng mà đặt những cái không gian, những cái tác phẩm đấy vào thì tôi thấy là cái hiệu quả nó rất là cao. Cùng tham gia giới thiệu di sản vùng Bắc Bộ với họa sĩ Mạnh Đức, còn có sự tham gia của các họa sĩ Cù Cao Khải, Trần Thị Thu. Họa sĩ Trần Thị Thu, còn được gọi với nghệ danh là Trần Thu, đã mang đến không gian di sản Bắc Bộ với tác phẩm Răng Tơ. Họa sĩ Trần Thu sinh năm 1970, chỉ được xem là một trong những họa sĩ tiên phong vẽ bằng màu nước trên các chất liệu vải, voan, lụa theo phong cách trừu tượng. Họa sĩ Trần Thu đã dành thời gian khoảng 5 tháng để cặm cụi tỉ mẩn vẽ bằng tay các họa tiết hoa văn, các nét chấm phá không hề lặp lại trên khoảng 500 mét vải voan. Trong quá trình sáng tạo, họa sĩ Trần Thu đã tính toán làm sao cho mỗi mặt voan nhìn thấu sang nhau, hỗ trợ cho nhau về không gian, hình mạng, để ánh sáng tác động từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại. Tôi muốn ca ngợi cái tinh thần đẹp đẽ của người phụ nữ từ ngàn xưa. Nó nằm trong tất cả bốn mùa của cái đất nước này. Và khi cái Tết di sản này đến đây thì đến và mọi người tổ chức cái Tết di sản nó khá quy mô. Tôi cũng góp phần mình vào đây một tác phẩm. Cái tác phẩm của tôi nghĩ rằng là nó đã kể lại câu chuyện di sản của người Việt. Nó thực sự là một di sản của người Việt. Nếu như chúng ta không sử dụng cái câu chuyện di sản của người Việt hay câu chuyện văn hóa của người Việt thì chúng ta cũng không có gì kể. Vì tôi cũng là người Việt Nam. Tác phẩm Răng Tơ là hình ảnh gợi nhớ, gợi thương về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ tảo tần, đằm thắm, chịu thương, chịu khó, thầm kín, đã gửi bao tâm trạng, tâm sự vào từng vòng quay tơ, từng đường chỉ mỗi khi vỏ võ một mình. Câu chuyện Răng Tơ vì thế nó không chỉ là không gian di sản Bắc Bộ mà nó có tính kết nối các vùng di sản, các vùng văn hóa trên cả dải đất hình chữ S. Tác phẩm Răng Tơ cũng vì thế luôn tràn đầy cảm xúc và tâm huyết của nghệ sĩ Trần Thu muốn gửi gắm trong chương trình Tết Di Sản lần này. Người phụ nữ đó đã chờ những người đàn ông đi chiến trận về, chờ những người đàn ông đi biển về, chờ những người đàn ông đi làm ở nơi xa về, mang lại cái hạnh phúc ấm no cho gia đình. Đấy là khát khao, thế giống như là cái câu hát là người về để cho con nhện nó ấy săng ấy mùng. Thực sự là tôi đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất xúc động. Vì đấy là văn hóa. Nó là văn hóa, nó là tình yêu của không biết bao nhiêu thế hệ nó đã truyền lại như thế rồi. Tôi thực sự cũng là một người được thừa hưởng điều đó. Và khi là một nghệ sĩ tôi ngấm những chuyện đó và tôi đã được kế thừa từ bà tôi, mẹ tôi và rất là nhiều những người phụ nữ mà tôi đã chứng kiến. Với thế mạnh chạm khắc gỗ trên các hiện vật gỗ cũ, họa sĩ Cù Cao Khải gửi đến chương trình Tết Di Sản với bộ sưu tập Đàn Trời và Bát Âm dựa trên việc tận dụng các máng nước gỗ cũ đã bỏ đi để biến chúng trở thành những chiếc đàn đáy, đàn tranh, đàn bầu có kích thước lớn, cùng với việc kết hợp với các vật liệu tận dụng và trang trí các họa tiết hoa văn bắt mắt đã tạo nên những chiếc đàn khổng lồ hướng lên trời, thể hiện khát vọng dâng trời, đón nhận không khí tiết trời mùa xuân ấm áp. Cùng tác phẩm Răng Tơ và Đàn Trời đã được dàn dựng sắp đặt công phu, hòa quyện với không gian thực cảnh, lấy cảm hứng từ các biểu tượng của Hà Nội như Ô Quan Trường, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, vừa tạo cảm giác mới mẻ, hấp dẫn, vừa gần gũi, ấm áp đối với những du khách phải đón Tết xa quê. Tổ chức cái không khí Tết này như đem cái không khí Tết của các vùng quê phía Bắc
vào trong miền Trung vậy. Rất là cảm thấy nó không xa cách so với phía Bắc nhiều lắm. Đất nước mình cả một khối thống nhất, nên là cái văn hóa ở vùng miền nào thì cũng là cổ chung của dân tộc Việt Nam, chứ không có phân biệt Bắc Nam. Nên là tôi nghĩ là cô có vai chọn cái khu Tết di sản này là rất là hay, rất là đúng ý nghĩa của cái sự thống nhất đất nước. Cùng với không gian văn hóa kiến trúc tâm linh và hình ảnh đặc trưng của vùng di sản Bắc Bộ là chương trình văn hóa nghệ thuật đón Tết Canh Tí cũng mang đậm nét truyền thống văn hóa dân gian Bắc Bộ, như tái hiện hình ảnh đám cưới chuột, lễ dựng cây nêu, nghi thức khai bút đầu xuân, ông đồ cho chữ, múa lân sư rồng. Hình ảnh đám cưới chuột trong tranh Đông Hồ đã được họa sĩ Mạnh Đức dàn dựng theo phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại, được tái hiện thông qua đám rước họa nhà chuột với đầy đủ võng lọng, quà sính lễ cùng các nghi thức cáo thần hoàng, cáo gia tiên của chú rể, cô dâu chuột, tạo nên không khí đầy màu sắc, sinh động, thu hút đông đảo du khách cùng tham gia và giao lưu với các thành viên trong đám cưới chuột. Chương trình Tết Di Sản không chỉ là nơi tái hiện không gian di sản Bắc Bộ, mà còn là nơi vui chơi, giải trí, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt, gia đình Việt, tạo ra không gian thư giãn bằng giá trị truyền thống đáng tự hào của người Việt. Đến với Tết Di Sản, mọi người còn được giao lưu với các vùng di sản văn hóa của ba miền, như hô hát bài chòi, tìm hiểu các làng nghề truyền thống như làm giấy dừa, làm gốm, thưởng thức đặc sản ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian trong không khí tràn đầy hương sắc mùa xuân. Vì thế, trong không gian đậm chất di sản vùng Bắc Bộ, nhiều du khách cũng hào hứng khoác lên mình bộ trang phục của các thiếu nữ dân tộc phía Bắc để trải nghiệm và hòa mình vào phong cách làng quê Việt được tái hiện ở thành phố biển Đà Nẵng sôi động. Thành phố mà trẻ trung mà năng động như thế này thì em nghĩ là nên phát huy thêm những cái di sản không gian như thế này để giới trẻ Đà Nẵng biết và để thu hút thêm những cái lượt du khách đến với Đà Nẵng nhiều hơn ạ. Em nghĩ là cần nên bảo tồn và duy trì để con cháu mình nó biết đến để không có bị mà mai một đi á. Thông qua chương trình Tết Di Sản, đơn vị tổ chức và các họa sĩ đã dành nhiều thời gian, tâm huyết giới thiệu đến du khách, người thưởng lãm không gian đậm chất di sản vùng đồng bằng Bắc Bộ, với mong muốn bảo lưu những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của làng quê Việt, từ tín ngưỡng, tâm linh đến kiến trúc, từ không gian sống đến không gian sinh hoạt, từ truyền thống dân gian đến cuộc sống đương đại. Cũng nhấn mạnh là thắp sáng những cái di sản của Việt Nam dựa trên đem lại cái cảm giác mới mẻ cho khách du lịch, khách tham quan, thì khi đấy thì gợi lên cái lòng yêu nước và cái sự đoàn kết, và cũng là thông qua những cái hoạt động và những cái trang trí thì cũng gửi gắm đến khách tham quan những cái lời chúc đầu năm, một năm mới nhiều thành công, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Tết Di Sản gắn với vùng đồng bằng Bắc Bộ lần đầu tiên được tổ chức ở Đà Nẵng đã tạo được không gian cảm xúc sâu đậm trong lòng du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tí, đã góp phần tạo thêm sắc xuân cho đất trời, cho thành phố bên bờ biển xanh. Qua thành công của chương trình nhằm truyền tải thông điệp hãy gìn giữ vốn di sản quý báu của cha ông bằng nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều không gian khác nhau, để di sản luôn phát huy được giá trị và trường tồn cùng dân tộc.